bạn Storm nè chủ. Tưởng gì, xơi luôn. Ngon đó, cho thêm viên nữa. Wow, Storm ngon hơn nhiều. Nè, ăn đi. Storm, thuốc diệt chuột thế hệ mới. Diệt chuột, ngay trong lần ăn bã đầu tiên. Xin chào chú anh chị, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cô chú anh chị cách xử lý chuột trên đồng ruộng. Thì chuột cắn phá lúa ở mọi giai đoạn của chú anh chị. Đây là một hình ảnh thực tế em đi quay chuột cắn hư hết lúa. Thì hiện tại trên thị trường thì có rất nhiều loại thuốc diệt chuột, nhưng mà hiện tại là bên công ty chuyên xử lý hai loại chính là dòng gắt cumin, thứ hai là dòng Storm, là hai dòng cực kỳ hiệu quả hiện nay của chú anh chị. Thì mình sẽ hướng dẫn cái loại thuốc diệt chuột gắt cumin trước. Gắt cumin này dạng gói 20g thì mình pha được 400g thức ăn. Thì đặc biệt hiện nay là trọng lúa là chính nha cô chú anh chị. Thì lúa thì mình căng ra, mình căng ra xong rồi mình làm sạch lúa, rồi mình để nó hơi gáo một tí, khoảng 5 phút gì đó cho nó gáo một tí, rồi mình xé thuốc ra, rồi mình trộn trực tiếp lên luôn, trộn đều hết nha cô chú anh chị. Rồi xong rồi mình đi xử lý. Thì xử lý tốt nhất, xử lý chuột tốt nhất là nên xử lý vào cái ngày nắng này ok cô chú anh chị, nó hạn chế cái thuốc đó thôi. Thì xử lý chuột thường mình sẽ đi tìm hang thì sẽ ok hơn. Mình đặt thuốc ở khu vực cao hơn mặt nước, là mình để chấu xuống dưới. Thường là mình phải để chấu xuống dưới rồi để lúa đã ngâm thuốc ở chính giữa, rồi xong rồi mình để một lớp chấu lên trên lại. Thì để cho con chuột nó thường nó đi cắn phá của chú anh chị, nó thấy chấu nào nó bươi ra, nào thấy được ăn ăn, thì nó chỉ cần ăn một chút xíu là nó chết thôi. Thường mình đặt xong rồi khoảng tầm 2-3 ngày sau bắt đầu mình kiểm tra cái chấu là nó còn nguyên không hay là chuột nó ăn. Cái thường chuột á thì nó sẽ xuất hiện liên tục của chú anh chị, là diệt chuột là nó giảm thôi. Giống như là mình diệt xong khoảng 1-2 tháng mình diệt lại nó mới ok. Riêng cái dòng mà gắt cumin đó là cái dòng nó cực kỳ rẻ của chú anh chị, mình xử lý trên đồng ruộng thì nó vừa tiết kiệm chi phí vừa hiệu quả cao. Con cái là riêng cái dòng gắt cumin là nó hơi bị đặc, là cô chú anh chị mà nếu mà xử lý thì nên đeo bao tay, đeo khẩu trang, tại vì nó dòng một dòng bột. Còn thuốc diệt chuột cho tôm. Đối với thuốc này là mình không có bóc trực tiếp, mà mình dùng kéo mình cắt một góc, xong là mình mới dùng một cái lớp trấu, mình phủ lên ngay chỗ mình viên thuốc mình đặt ngay cái đường mòn đây ha, phủ lớp trấu đó cho viên thuốc rớt xuống và anh đặt viên thuốc cho nó rớt ra, và không có dùng tay trực tiếp để mồ hôi tay mình nó không dính vào viên thuốc đó, chuột nó rất là đa nghi, cho nên là chúng ta đặt xuống, sau đó là dùng cái lớp trấu phủ lên viên thuốc để cho mù sương nước mưa rồi đó. Và con chuột nó hiếu kỳ, nó thấy cái gì mà giấu bên trong đó, nó có mùi hấp dẫn đó, nó bắt đầu nó bươi ra, nó gặm nhấm rồi nó ăn. Cái mình đặt cái gì trong vòng 3 ngày chuột không ăn là cái mồi nó hư không kỹ chứ. Dạ, đó anh, chính vì vậy anh phủ lên một lớp trấu này nữa nè. Đó, để che lại. Khi có mưa hoặc là có mù sương hay gì đó là nó không có ướt như mồi. Mặc dù là bản thân cái viên thuốc Storm này rất là cứng rồi, anh Tám thấy rất là cứng ha, là nó cũng đã khó tan rã rồi, nhưng mà đặc biệt là thêm mà chúng ta bảo vệ thêm. Đối với những cái ruộng mà giai đoạn này thì mình đặt ở hang cái đường đi, còn giai đoạn mà lúa lớn rồi đó là thường là con chuột nó thích cắn giai đoạn lúa làm đồng, nhưng mà trước đó thì mình phải phòng trừ nó trước đó. Thì anh ở dưới ruộng thì anh thấy chỗ nào mà chuột cắn nhiều, cắn phá nhiều đó, là anh mới dùng tay anh móc miếng đất, anh đắp lên thành cái mô cao hơn cái mặt nước khoảng chừng 3-5 cm đó. Anh cũng dùng trấu này anh rắc dưới một lớp, và là anh cũng đặt viên thuốc lên rồi anh phủ lên một lớp trấu. Để ta mình làm cái bọc ni lông mình dán lại là để cho nó chống ẩm ướt hay hơn nha. Dạ thì có nhiều cách anh. Cái phương pháp này thì con chuột nó cũng hiếu kỳ là nó bơi ra. Cái thứ hai là nó có cái mùi, còn cái bọc ni lông cũng vậy, là thường là bọc ni lông hoặc là cái túi chuyên dùng là cái túi xốp để vô, để con chuột nó xé ra, nó mài răng đó, nó cắn gặm nhấm đó, thì nó sẽ gặm cái viên thuốc. Như vậy thì mình không phải đặt tràn lan trên ruộng, mình đặt theo đường mòn ngay miệng hang hoặc là những nơi chuột cắn phá đó, thì cái lượng thuốc mà đặt cho 1 hecta rất là thấp, là khoảng từ 1-3 gói là cho 1 hecta là được, mà mỗi gói là 20 viên. Còn chuột nhiều thì có thể anh tăng cái lượng lên là 3-4 gói cho 1 hecta. Chỉ cần có một viên thuốc Storm đó là diệt được 3 con chuột, và như vậy thì trong một cái gói 20 viên mà có thể giết được là khoảng 60 chuột.